cậu lên một cây dầm khá là to này các bạn ơi. Và phía dưới đã chuẩn bị móc cát chưa? Xin chào tất cả các bạn và mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay chiều ngày 20 tháng 10 mình vẫn còn có mặt tại cầu Phong Châu, Phú Thọ để tiếp tục cập nhật những cái thông tin và những cái diễn biến hiện tại nơi đây để cho mọi người đang quan tâm ngay lúc này ha. Thì trước tiên mình sẽ quay về cái phần trục vớt cho mọi người xem. Thì hồi sớm giờ thì anh cũng đã tìm đủ mọi cách để mà vớt gác đi những cây chuối đi đó các bạn. Và bây giờ thì phía bên dưới đang chuẩn bị cắt và cẩu lên những cái thanh sắt mà anh đã dùng ba cái cẩu chưa ha, để mà tời lên bờ ha. Thì mình cũng xin nhắc lại cái vụ việc cho mọi người mới xem kênh của mình được biết. Còn như cô chú anh chị mình xem kênh của mình rồi biết rồi thì vui lòng thông cảm tu qua khúc này giùm mình nha. Thì cho đến thời điểm hiện tại, từ ngày sập cầu Phong Châu đến nay thì là đã cẩu được hai chiếc xe các bạn, một chiếc xe đầu kéo với lại một chiếc xe Honda ha. Còn người thì đã tìm được 4 người, còn 4 người còn lại thì vẫn chưa có thông tin gì. Thì mình sẽ cố gắng ở đây, khi nào có thông tin gì mới nhất thì mình sẽ luôn luôn truyền tải đi để cho mọi người biết được cái tình hình ở cầu Phong Châu mỗi ngày ha. Rồi cái phần cầu phao thì mình cũng xin nhắc lại luôn để cho cô chú anh chị ở gần khu vực Tam Nông, Phú Thọ, ai mà có lưu thông qua này thì biết được cái khung giờ hoạt động để mà đi ha. Thì cầu phao sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng các bạn cho đến 9 giờ hàng ngày thì cầu phao sẽ dừng hoạt động. Giờ mình sẽ cố gắng zoom gần lại cho mọi người xem. Thì cái nhịp này anh đã tời lên hết thì cũng đã là cái một phần cuối của cái nhịp cầu rồi đó các bạn. Thì mình mong rằng là khi mà cẩu hết cái phần cái nhịp ở phía đây lên thì mong là hy vọng sẽ tìm được xe, và cũng mong là có cái phép màu gì đó xuất hiện các bạn ơi, để sớm tìm được những nạn nhân còn lại ha. Điều đặc biệt hơn nữa là mong chờ ngay lúc này đó là người thân và gia đình đó các bạn. Còn cái phía bên ngoài này mọi người thì xe cuốc đang cố gắng đục và lấy đi để mà xe cẩu trên bờ được cẩu lên này. Quá khó thật sự các bạn ơi. Đang cẩu lên một cây dầm nó khá là to này các bạn ơi. Chưa thể hạ xuống được luôn kìa. Trời chói nắng, mong là mọi người hết sức thông cảm nha. Còn đây là một cái đống sắt mà mấy anh đã trục vớt cẩu đó các bạn. Và mình thấy chiếc xe cuốc giờ chuẩn bị bò vô trong đây nè, chắc có lẽ là sẽ đục cái phần ở phía bên trong bờ này. Đây mọi người có thể nhìn thấy được là cái cần anh đã dương ra hết rồi, hết cần, và phía dưới đã chuẩn bị móc cáp vô để mà cẩu lên tiếp. Bây giờ mình sẽ cố gắng vô máy ra ngoài.
giờ lại tiếp tục cậu lên một thanh sắt tiếp theo này các bạn, khá là to. Dưỡng vô bậc đất rồi. Hôm nay mình thấy cái tiến độ cậu mấy anh khá là nhanh đó các bạn. Thì khuất cây bờ đất thì mong là mọi người hết sức thông cảm nha. Kìa đang đồng đưa kìa. Cái này phải di chuyển từ từ các bạn ơi, cái này không nhanh được đâu. Vượt cái nhánh tre. Giờ thì anh sẽ thả cọng cáp xuống này các bạn. Chắc có lẽ là mình theo mình biết thì cậu cái gì nhịp cầu ở phía bên dưới to lắm này. Mọi người chờ xem với mình nha. Và phía dưới có mấy anh cũng đang mò đi những cái thanh sắt mà nó nằm ở phía bên dưới đó các bạn. Cố gắng zoom gần cho mọi người xem. Đang móc vô kìa. Tại vì nằm ở dưới nước đó các bạn, với lại ở dưới gác nó cũng còn ở phía bên dưới rất là nhiều, nên mỗi khi mà móc được sợi cáp cũng rất là khó đó các bạn. Bây giờ sẽ ta cẩu lên nè các bạn. Như là vuột luôn rồi. Giờ thì đang cố gắng đạp tới để cẩu cha trước trời lên cho khỏi mặt nước rồi, nhịp cầu phía bên dưới. Rồi để mấy anh cắt ha. Đây. Thì phía bên dưới đang tiếp tục cắt này các bạn. Và cáp ở trên cũng đang chuẩn bị thả xuống đây mà cẩu lên cái phần tiếp theo. Thì cái nhịp này là cái nhịp bên tam nông. Và đây cũng là phần cuối của cái nhịp cầu này đó rồi các bạn ơi. Và mong hy vọng rằng là cẩu hết sẽ tìm được xe hoặc là người bên trong đó các bạn. Giờ tiếp tục dùng vô đá cắt. Giờ thì móc cáp vô. Thì mặt nước ở đây thì hôm nay đã giật đi khá là nhiều rồi các bạn. Và có những nơi cát nó sẽ lồi lên luôn. Thì hôm nay mình thấy cái tiến độ của ngày hôm nay mấy anh đã cắt cẩu lên khá là nhiều. Khi mà móc cáp vô xong rồi thì mấy anh sẽ di chuyển ra nơi khác để đảm bảo an toàn đó các bạn. Và bây giờ là nhiệm vụ của xe cẩu phía trên bờ.
chưa thể kéo lên được kìa các bạn, nó còn đang đang kéo kìa. Đấy, không nhúc nhích luôn các bạn. Chắc là những cái nơi mà anh cắt chưa đứt. Mặc dù đã máy tời của cậu cha cũng đã tời lên rồi kìa. Và trên bờ cũng đang tời đó các bạn. Cái sợi dây cáp phía bên đây là máy tời trên bờ. Lên rồi kìa, thấy nhúc nhích rồi đó. Nhúc nhích thôi các bạn ơi, chứ chưa thể tời lên nổi. Giờ mình sẽ quay lại cái máy tời trên bờ cho mọi người xem nè. Máy tời nhõng nhõng luôn kìa. Giờ lại tiếp tục kéo. Vẫn không có kết quả gì. Quá wow, các bạn ơi. Kìa. Kéo lên được một mảng của nhịp cầu. Giờ tắt máy rồi. Còn đây là phía bên trên điều hành cái máy tời phía bên trên đó các bạn. Và bây giờ thì mấy anh sẽ tập trung tiếp tục để mà dọn gác. Đây, cái sợi cáp đã bị đứt ra này các bạn. Nãy mình không quay kịp cái khúc đó. Cáp này là cáp của máy tời phía trên bờ này. Tập trung ở đây để bư gác ra này các bạn, với lại xử lý những cái phần của cái nhịp cầu phía bên dưới. Thì cái nhịp này là có lẽ là cái đoạn này là cái đoạn cuối cùng của cái nhịp bên bờ Tam Nông. Bây giờ thì em sẽ cẩu cái cọng cáp của máy tời phía trên bờ lên này các bạn. Khi mà hồi nãy bị đứt cáp, bây giờ anh đã sửa và anh đã nối lại. Bây giờ anh đang thòng cáp xuống để phía bên dưới tiếp tục móc để mà cẩu lên này các bạn. Để xem anh có cẩu nổi lên một cái phần này không. Đang tìm cáp móc vô đó các bạn. Giờ là kéo lên này các bạn. Không thấy nhúc nhích gì. Tời cũng đã móc vô tời
và cái chiếc cẩu kia thì cũng đã móc vô rồi. Cần bây giờ phía trên đang thu cần lại cho sát để có thế mà cẩu lên đó các bạn. Đây, và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái hướng con phao cho mọi người xem ha. Thì mấy anh và mấy chú bộ đội luôn luôn có mặt như thế này để mà lùa đi những cây chuối, thì lại gác nó tấp như thế này này các bạn. Đây, hiện tại xe đang lưu thông đây, mình sẽ cố gắng quay cái góc phim này cho mọi người xem biết được cái diễn biến hiện tại ở cầu Phong Châu. Đi một đoàn đi như thế này nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn. Mà khi mà di chuyển xuống cầu phao thì tốc độ tối đa cho phép chỉ là 5 km/h thôi. Cậu lên một cái dầm nó khá là to này các bạn ơi. Và phía dưới đã trang bị móc cáp vô. Đồng đưa kìa. Đóng sắt mà mấy anh đã trục chớt cẩu đó các bạn. Thì mình đi xuống ở đây mình không nói chuyện được nhiều, mong mọi người hết sức thông cảm nha. Thì mình vào đây mình có nói chuyện với các bạn, không phải là có gì tiếp cập đây được là rất là khó, mọi người cũng biết được, nên mình sẽ cố gắng tiếp cận đây. Đây cho mọi người xem toàn cảnh ở đây. Khi mà tiếp cận mọi người thấy nó còn kìa, mọi người cố gắng zoom gần cho mọi người xem nè. Quá trần gác rồi. Cái đây là cuối rồi đó các bạn, phần cái thanh sắt mà cắt chưa cẩu lên. Quá trùng. Khi mà lại gần đây mình có cảm giác gì đó nó ngớ ngớ lạnh luôn đó mọi người. Để tiếp cận đến đây rất là khó. Thì trong video mình có nói gì đó sai sót, mong là cô chú anh chị thông cảm lòng bỏ qua nha. Đây là một cái đoạn còn khi mà ở xa mình dùng máy không, mọi người không thấy rõ. Khi mà lại gần nhìn cái đống sắt, qua trần cái đống sắt luôn nè mọi người. Mệt biết. Hồi sớm thì anh cũng đã dọn gác cho buổi trời luôn, hết buổi sáng luôn.
đang tời lên đó các bạn, nhưng mà hiện tại thì để máy tời trở nên từ từ nha, cái cẩu ở trên bờ thì đã dừng hoạt động. Hôm nay mình thấy cái anh tời lên khá là nhiều. Thế cái này là anh sẽ tời lên, anh sẽ cắt từ từ ra từng đoạn để mà nó sẽ phút, nó lộn sẽ cẩu trên bờ cẩu lên đó các bạn. Phía bên kia thì anh đang xử lý cái cát gì rối. Đây là mình sẽ cố gắng để tiếp cận quay cho mọi người xem được chi tiết hơn. Nói khi mình tiếp cận đây rất là khó các bạn. Với lại hai nữa là mình thấy nó rất là rùng rợn mọi người. Rồi, có lẽ là cái video mình đến đây cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn mọi người trong những video tiếp theo. Thì mình ngày mai mình cũng mong là có cái diễn biến gì đó mới mẻ nhất để gửi đến mọi người xem. Còn bây giờ thì mình xin tạm dừng.